Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh hai cái đồng coin đó là ATS và đồng Nami. Thì đặc điểm của hai đồng coin này có một thứ rất là giống nhau, đó là chúng đều là coin sàn. Và có một số bạn hỏi mình thì liệu cái đợt mở bán depo này của Atlas nó có bị tương tự như là Nami hay không? Nó có fail như là Nami không? Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích cho các bạn một số cái thắc mắc về cái sự thất bại của Nami trong cái đợt mở depo đầu tiên, cũng như là mình sẽ dự đoán về cái đợt mở depo của đồng ATS này. Thì đầu tiên mình sẽ nói qua về Nami cho một số bạn chưa biết. Thì Nami là một cái đồng coin sàn của cái sàn Nami Exchange, và nó đã có một cái đợt depo vào hồi tháng 1 năm 2021. Thì cái tổng khối lượng mà nó bán ra thị trường dự kiến là 20 triệu, nhưng mà thực chất thì nó chỉ bán được khoảng 34% trong cái thời gian phát hành, và 34% nó tương đương với khoảng là 6 triệu 920 nghìn. Đó, 20.000 cái token Nami này. Và như các bạn có thể thấy thì giá công khai lúc mở bán depo thì là 1.100, và cái giá hiện tại thì các bạn có thể thấy thì từ đợt mà mở depo tới giờ thì giá của nó chưa bao giờ chạm lại được cái mốc mà khi mà mở depo cả. Đó, giá của nó luôn cao nhất hồi trước, hôm trước mình thấy là 900 mấy, còn thấp nhất là 7, cái đáy của nó là tầm khoảng 700. Đó, và bây giờ nó đang rơi vào giá tầm khoảng 833 VNDC. Thì Nami là một cái đợt depo mà mình đánh giá là nó thất bại nhất trong những cái dự án mà đã được mở depo, bởi vì trong cái thời gian phát hành nó chỉ bán được khoảng là 34,4%. Đó, và như các bạn đã thể thấy thì những cái dự án trong khi mà mở depo này, nào là bất động sản, rồi là Whitehoop, rồi là VNDB, VIDB, thì những cái dự án này đều đã x2, x3 tài sản. Đó. Và riêng cái dự án Nami ấy, thì nó hiện tại thì nó đang bị cái giá của nó không được tốt bằng cái giá mở depo, tức là những cái người mà mua cái đợt depo này hiện tại là đang còn bị lỗ khi mà mua Nami. Thì ATS token nó cũng là một cái đồng coin sàn, và một số bạn có hỏi mình là liệu cái con ATS token này có nên vào không, nó có giống Nami không, sau khi mở xong đợt depo thì giá nó có tụt sâu hay không. Thì trong video này mình sẽ phân tích. Thì bây giờ đến với cái đồng Atlas này, thì các bạn có thể thấy đồng Atlas này về cái giao dịch, về cái ứng dụng của nó, thì nó cũng là một cái đồng coin sàn của cái sàn Atlas Exchange. Và nếu bạn nào mà chưa biết những cái thông số về Atlas và chính sách khi mà mở depo Atlas, những cái thông số, thì các bạn có thể vào xem video của mình. Thì đây mình đã có làm một cái video nói rất rõ về cái token Atlas này. Đó, thì các bạn có thể vào để chúng ta tham khảo thêm. Trở lại với đồng token Atlas thì ngày dự kiến mở depo vào ngày hôm nay, 20 giờ ngày hôm nay, tức là vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, thì tối nay các bạn có thể canh để các bạn tham khảo qua cái dự án này. Và mình xin được trả lời câu hỏi của một số bạn là theo mình, theo cái ý kiến cá nhân, quan điểm của mình thôi nhé, thì đồng Atlas này nó sẽ không giống với cái đồng Nami. Bởi vì sao? Đầu tiên là cái đồng Atlas này trước khi ra cái đợt depo thì nó đã có một cái chiến dịch truyền thông để lan tỏa tới tất cả các cộng đồng, và ngoài ra thì ở trên nhóm Facebook cũng có một cái group của Atlas, và hiện tại thì đã đạt là tổng lượng thành viên đã đạt là 10k thành viên, 10.000 thành viên. Ngoài ra thì hiện nay cũng có một số cái group nhóm Zalo đang có cái ý định dành cho những cái người thích cái token Atlas này có thể hold và nắm giữ nó. Tiếp theo là một cái điều mà ở Atlas có mà Nami không có, đó là với khi mà các bạn mua cái đồng Atlas thì các bạn sẽ không bị khóa vốn. Nhưng mà đối với Nami thì sao? Đối với Nami thì khi chúng ta sở hữu cái token Nami ấy, thì các bạn sẽ bị khóa 70% vốn. Đó, thì đây là cái đợt trước này. Thì mình sẽ so cho các bạn xem qua. Thì đây, thì nhằm duy trì cái giá ổn định của Nami thì nó sẽ yêu cầu là nhà đầu tư tạm giữ 70% số lượng, tức là khi bạn mua depot xong thì bạn sẽ chỉ có thể mở khóa được 30% thôi. Còn sau đó 70% còn lại thì nó sẽ mở khóa theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất mở khóa thêm 30%, giai đoạn thứ ba mở khóa thêm 40%. Đó, đó là cái lý do đầu tiên mà cái sàn Nami này, nó không cái token Nami này nó không được nhiều người quan tâm. Thì các bạn cứ thử tưởng tượng là nếu mình mua một cái món đồ gì đó mà mình không được sử dụng thì sao? Nó rất là ức chế, và nếu là mình thì mình cũng sẽ không mua. Đó.
Thì đây các bạn có thể thấy nó nắm khi mà mình ví dụ mình mua 1.000 cái token Nami thì chúng ta có thể sử dụng được có 300 thôi. Đó, như vậy là các bạn có thể thấy là cái độ cái mức nó khóa rất là nhiều, và như thế này thì các nhà đầu tư sẽ bị khóa vốn và dẫn đến là các nhà đầu tư sẽ không quan tâm đến cái đồng token này. Và bằng chứng cho cái việc là các nhà đầu tư không quan tâm bởi vì nó bị khóa vốn, đó chính là cái tốc độ bán rất là chậm, và sau khi kết thúc đợt depot thì chỉ bán được 34,4%. Hiện tại cái token Atlas này, cái dự án Atlas Exchange này nó đang có những cái thứ vượt trội mà Nami không có về mảng truyền thông rồi là mảng vốn. Và đầu tư và nắm giữ đồng Atlas thì nó sẽ có những cái lợi ích nhiều hơn cái đồng Nami. Và với cái đồng token Atlas này thì khi các bạn là mua ở cái đợt depot này, sau đó các bạn có thể là bán qua P2P nha. Ở đây thì mình chưa nói là quy đổi, vì những cái dự án depot này thường thường thì sau khi ra mắt thì nó sẽ chỉ cho mở bán ở cái mục là P2P, tức là giao dịch giữa những người dùng với nhau, thì các bạn có thể bán ở trên này. Còn ở quy đổi thì một thời gian nữa, sau khi một thời gian cái dự án ổn định thì nó sẽ ra quy đổi cho các bạn. Và hiện tại thì vẫn có một điều mà cái đồng token Atlas này vẫn chưa chứng minh được, đó là cái tốc độ trải nghiệm cũng như là cái app giao diện như thế nào, thì mình vẫn chưa được trải nghiệm cái app Atlas Exchange nên là mình cũng chưa có thể là đánh giá tốt cho cái con dự án này được. Nên là mình khuyên nếu mà các bạn đầu tư thì chúng ta cũng chỉ nên dành 20 đến 30% vốn để chúng ta vào cái đồng này. Và theo mình thì mình sẽ chơi theo kiểu là lướt sóng đoạn đầu. Cái giai đoạn đầu khi mà nó chưa ra app thì chúng ta có thể là vào lướt sóng, hoặc là các bạn nếu bạn nào mà có hold giữ thì muốn nắm giữ cái đồng Atlas này thì các bạn sẽ chơi theo cái kiểu dài hạn. Đó. Thì thường thường thì những cái coin sàn này thì nó luôn gắn bó với cái sự phát triển của một cái sàn giao dịch, giống như là cái đồng BNB của sàn Binance, đồng VIDB của VNDC. Đó, thì các bạn có thể thấy là khi mà một cái sàn nó phát triển thì nó sẽ kéo theo cái token, cái coin sàn nó cũng phát triển theo. Vì vậy mà để muốn Atlas thành công thì đầu tiên là cái app giao diện, cái tính năng của app phải tính năng của nó phải có đầy đủ và tiện ích để thu hút những cái người dùng. Và khi số lượng người dùng tăng lên thì lúc đó thì cái sàn mới phát triển, thì lúc đó thì cái đồng coin sàn nó mới phát triển lên được. Ok, và video này thì mình chỉ cung cấp cho các bạn một số thông tin vậy thôi. Thì khi mà các bạn xem video của mình thì các bạn nên nhớ là video của mình không có mục đích kêu gọi đầu tư, nên là các bạn hãy làm chủ cái tài sản của mình. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo.